không còn là trẻ con nữa đâu. Nè, bậy quá đi, lì nè, lì, ôi, lì mẹ. Quá, lì hả? Không còn lì nữa đâu. Hử? Mà con của chúng ta không biết là nó có lì hay không ta? Ba đã cỡ này ôi. Rồi, con không sánh kịp đâu. Không đâu, ba mẹ ai cũng tốt bụng hết, con chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Hay là chúng ta có thêm một em bé đi, để cho con có em luôn, có được không? Chịu không? Đợi đã, con cả còn chưa sinh ra mà. Cũng đâu có sao đâu, phải nhanh có thôi, nếu không thì không kịp đó. Không thì sao, sinh đôi có được không? Khẩn trương từ bây giờ luôn đi ha, được không? Hai đứa luôn. Nè. Hai tuần sau. Có thấy mệt không? Yêu quá đi. Có vợ quan tâm như vậy, đương nhiên là thấy hết mệt rồi. Nói ôi. Chuyện với ông cũng đau gì. Nè, không còn là trẻ con nữa đâu. Nè, bậy quá đi, lì nè, lì. Ôi, lì mẹ. Quá, lì hả? Không còn lì nữa đâu. Mà con của chúng ta không biết là nó có lì hay không ta? Ba đã cỡ này ôi. Rồi, con không sánh kịp đâu. Không đâu, ba mẹ ai cũng tốt bụng hết, con chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Hay là chúng ta có thêm một em bé đi, để cho con có em luôn, có được không? Chịu không? Đợi đã, con cả còn chưa sinh ra mà. Cũng đâu có sao đâu, phải nhanh có thôi, nếu không thì không kịp đó. Không thì sao, sinh đôi có được không? Khẩn trương từ bây giờ luôn đi ha, được không? Hai đứa luôn. Nè, không cho đâu. Không phải. Không phải. Đúng rồi, vì muốn có em bé thì chắc chắn là thơm má chưa có đủ đâu. Phải như thế này nữa nè. Nè. Không chịu đâu mà. Sao? Hả? Nè, buông ra đi. Nè, thả xuống đi. Thả xuống. Nếu không thả xuống, đêm nay ngủ ở ngoài đó nha. Có khác cái gì đâu chứ. Ngủ cùng cũng chỉ có ôm thôi mà, chứ không có được làm gì hết. Thì ôi. Thì phải chờ con sinh ra đã chứ. Vậy thì còn lâu lắm đó chị đi xa. Chị đúng là độc ác mà. Vậy có chờ được không? Được chứ. Mà tại sao phải tự đóng ghế vậy? Mua cũng được mà. Không có ai bán đâu. Bình thường người ta bán ghế ngồi. Ghế ngồi chỉ được có 2 người. Nhưng mà tôi tự làm sẵn ghế ngồi được 3 người. Cho ba, mẹ, con. Ba lì lợm, mẹ hiền lành. Con của chúng ta sẽ như thế nào? Lì như ba, hay là dễ thương hiền dịu như mẹ đây? Đó là gia đình của tôi, cuộc sống mới của tôi. Cuộc đời không còn những điều xấu xí nữa. Rất đẹp.